Hello xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Epic One Với những bạn nào đã quan tâm những sản phẩm ghế công thái học của Epic One Thì cũng biết rằng mới đây thì chúng mình đã cho ra mắt sản phẩm ghế Epic One Easy Chair Và tất nhiên các bạn cũng sẽ thắc mắc rằng là với phiên bản cũ là Epic One Ego Chair Pro với mức giá cao hơn một chút Và Epic One Easy Chair với mức giá nó vừa phải Thì nó khác gì nhau mà lại bán tranh lịch mức giá như vậy Thì trong video ngày hôm nay mình cùng với Epic One sẽ cùng các bạn phân tích những điểm khác nhau của hai chiếc ghế này nhé. Điểm đầu tiên khác biệt giữa chiếc Pro và Easy của Epic One đó chính là phần tựa lưng. Các bạn cũng có thể thấy luôn rằng tựa lưng của Epic One Ego Chair Pro là tựa lưng liền mạch với nhau luôn. Phần trên này thì nó sẽ thẳng này Nhưng ở dưới nó sẽ là 3D và ôm sát phần eo lưng hông của các bạn Còn với Epic One Easy Chair Thì cái phần mà tựa lưng nó sẽ thành hai phần khác nhau Có một phần tựa lưng riêng biệt Chỉ để phục vụ cho cái việc là Đây, ôm sát cái phần này của chúng ta thôi Cái này thì có thể di chuyển lên xuống này 6cm Và với dòng Pro của chúng ta thì cũng có thể nâng lên các bạn nhé Nhưng nó sẽ nâng lên cả phần tựa lưng luôn và các bạn có thể nâng lên khoảng tầm 4 cấp độ và với hai phần tựa lưng này thì trên Pro cũng như là trên Easy đều có một ưu điểm khác nhau và phù hợp với những cái bạn nào có dáng người khác nhau điểm thứ hai là chính là cái phần chân ghế của chiếc Pro và Easy thì với chân ghế của Pro của chúng ta đó chính là làm một kim loại khá là chắc chắn còn với của Easy thì nó làm từ body base đặc và vẫn rất là chắc chắn và cái điều này thì sẽ giúp bạn trong quá trình vận chuyển này cũng như trong quá trình sử dụng giảm cái trường hợp bị cấn móp hoặc là bị xước. Hoặc là ví dụ như các bạn phải chuyển văn phòng, chuyển nhà thì với Polybase sẽ khá là tốt cho các bạn nha. Điểm thứ ba là cái tính năng trên cái phần lưng ghế thì với dòng Pro thì chúng ta sẽ có một tính năng đặc biệt đó chính là tính năng ASPA có thể nghiêng lên về phía trước 16 độ giúp các bạn có thể tập trung làm việc một chuẩn xác nhất, tránh cái tình trạng các bạn bị gù lưng để dí sát mặt vào màn hình Còn với phiên bản Easy thì không có ASBA này Thì các bạn sẽ có tính năng là Atlas Thì giống như vừa nãy mình có nói Là với phần mặt lưng này của chúng ta là hai mặt lưng Với cái mặt lưng riêng biệt này Các bạn có thể nâng lên hạ xuống 6cm Để ôm sát nhất cái phần thân lưng này của mình Một cách chuẩn nhất Cả hai chiếc ghế đều có tính năng cực kỳ vượt trội đúng không? Điểm thứ tư của chúng ta là chính là phần kê tay với kê tay của chiếc Pro của chúng ta đó chính là kê tay 4D. Các bạn có thể điều chỉnh là lên xuống này. Rồi này, các bạn có thể chuyển sang ngang này. Chuyển lên lên xuống dọc này. Rồi, chỉnh chéo vào, chéo ra tùy thích các bạn. Còn với phiên bản Easy thì của chúng ta chỉ là 3D mà thôi. Đây các bạn cũng có thể là chuyển lên này. Chuyển xuống này. Các bạn cũng có thể đẩy vào, đẩy ra tùy vào nhu cầu các bạn khi sử dụng bàn phím uh, 60% hoặc bàn phím full size. Và một điểm đặc biệt nữa là với chiếc cây tay này của Easy thì các bạn có thể gạt lên và cực kỳ gọn gàng với ghế luôn. Và với phiên bản là của ghế Easy thì sẽ là phiên bản kê tay da PU khá là mềm và sướng như các bạn. Điểm thứ năm đó chính là phần mâm ghế thì với dòng Pro chúng ta thì mâm ghế nó sẽ là 3D Các bạn có thể chỉnh tịnh tiến ra vào này Hoặc là chỉnh lên xuống để chân các bạn có thể chạm xuống đất Và tạo ra với đầu gối này, chân này, bàn chân Một góc là 90 độ, chuẩn công thái học nhất Còn với Easy Chair thì không hề kém cạnh các bạn nhé Các bạn có thể chỉnh là ra vào tịnh tiến 6cm Để có thể phù hợp nhất với cơ thể chúng mình Điểm thứ 6 đó chính là về giá thì đây là cái điểm mà có rất nhiều bạn gọi là thấy thắc mắc tại sao nó có cái gì khác nhau nhiều thế mà lại có mức giá như vậy thì với mức giá khoảng tầm 9 triệu của Epic One Ego Chair Pro thì chúng ta có rất nhiều điểm hiệu chỉnh để có thể là tùy chỉnh custom phù hợp với cơ thể chúng ta cách phù hợp với những cái bạn nào mà um, sở hữu cá nhân và biến chiếc ghế này chỉ là của riêng mình còn với chiếc Easy Chair này với mức giá khoảng tầm hơn 5 triệu một chút thôi thì các bạn đã sở hữu được rồi với những cái điều hiệu chỉnh dễ dàng sử dụng này vẫn có thể thoải mái khi sử dụng với tất cả những cái hiệu chỉnh những cái tính năng ở trên chiếc ghế này. Điểm cuối cùng, rất nhiều người muốn hỏi về những chiếc ghế công thái học rằng nó sẽ phù hợp với những kiểu người và dáng người như thế nào? Thì với chiếc Pro nó sẽ phù hợp với những bạn từ 1m65 đổ lên Những bạn cảm giác nhìn nó hơi cao to một chút và những con như bạn gái như mình hơi cao to một chút Hoặc những bạn trai trên 1m8 thì vẫn ngồi rất là thoải mái Nhưng với chiếc Easy này Tại vì nó muốn giúp các bạn có cuộc sống dễ dàng hơn đúng không? Nên là các bạn từ 1m5 trở lên đã có thể sử dụng rồi Nên các bạn 1 m yên tâm nhé Nấm lùn nhưng mà vẫn có ghế để ngồi Và đó là những điểm khác nhau của dòng Pro và dòng Easy của Epic One. Các bạn thì các bạn sẽ thích chiếc Epic One Ego Chair Pro hay là Epic One Easy Chair thì hãy comment ngay phía bên dưới chúng mình biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn quan tâm về hai chiếc ghế này cũng như là muốn mua hai chiếc ghế này thì bọn mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. See ya.